là đơn vị thi công xây lắp các dự án năng lượng tái tạo trọng điểm như dự án điện gió trên bờ có quy mô lớn nhất Đông Nam Á với công suất 400 MW, dự án điện gió gần bờ dẫn đầu cả nước về quy mô với công suất 100 MW, tổng công suất lũy kế thi công xây lắp điện gió đạt khoảng 800 MW, điện mặt trời khoảng 750 MW, trực tiếp thiết lập các giải pháp, thực hiện vận chuyển các cấu kiện, thiết bị siêu trường siêu trọng với khối lượng hàng nghìn tấn. Đây là những minh chứng rõ rệt nhất cho vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp kết cấu, năng lượng tái tạo, cho thuê các thiết bị cơ giới đặc chủng ngành năng lượng và vận chuyển siêu trường siêu trọng của Trung Nam SMC. Sở hữu hơn 400 máy móc thiết bị đặc chủng ngành xây lắp, vận chuyển siêu trường siêu trọng, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu cho các dự án trọng điểm quốc gia và khu vực. Thành công ngày hôm nay dựa trên hành trình phát triển bền bỉ, tính chuyên nghiệp, sự tận tâm và tâm huyết của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Trung Nam SMC hướng tới chuyển đổi kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Với mỗi dự án, chúng tôi nghiên cứu và làm việc với tất cả tâm huyết bằng mọi nguồn lực và trên hết chính là tinh thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để dự án về đích thành công. Năm 2023 là một cột mốc quan trọng trên hành trình 10 năm thành lập và phát triển với các giải thưởng Top 50 công ty vận chuyển siêu trường siêu trọng hàng đầu thế giới, Top 5 thương hiệu tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương, Top 10 sản phẩm dịch vụ tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và minh chứng cho những bước chuyển mình đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ của Trung Nam SMC. Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt toàn thể ban lãnh đạo, đội ngũ nhân sự công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý khách hàng, đối tác đã luôn tin tưởng, ủng hộ Trung Nam SMC trong hành trình xây dựng và kiến thiết các dự án trọng điểm đất nước. Bước sang năm 2024, xin kính chúc đến quý khách hàng, đối tác một năm mới thành công, thịnh vượng, bình an, hạnh phúc. Trung Nam SMC chúc mừng năm mới!